Chào mọi người, giới thiệu với mọi người đây là một cặp lục bình sứ bát tràng vẽ vàng và vẽ mẫu họa tiết là hình ảnh rồng. Giờ mình xin phép được giới thiệu qua về cái sản phẩm này. Cặp lục bình này thì với cái chất liệu là sứ sứ trắng của bát tràng, sứ này thì chúng ta có thể dọi đèn vào nó còn xuyên sáng, gọi là sứ xuyên sáng. Đây, sứ xuyên sáng này nó xuyên được ánh sáng nhé. Và cái nền của cái sản phẩm này được tô màu xanh lam đậm. Họa tiết chính là hình ảnh rồng và hoa mẫu đơn. Hình ảnh rồng và hoa mẫu đơn. Để tăng thêm cái độ sang trọng của sản phẩm thì cái họa tiết đã được vẽ điểm thêm vàng. Thì lưu ý với mọi người, sản phẩm này là vàng, này là vàng được nung ở nhiệt độ là 800 độ C thì cái vàng nó sẽ cô lên và nó bóng như thế này. Nó sẽ co lại, nó bám rất là chắc ở trên nền bình. Và cái vàng này là ở bên ngoài men thì lưu ý với mọi người là không dùng những cái vật sắc nhọn và những cái vải thô ráp để chà cọ liên tục lên cái họa tiết vàng này. Nó sẽ dễ gây nên cái tình trạng là vàng có thể là bị mờ hoặc là bị mòn do ma sát nhiều. Bởi vì bản thân cái vàng ở ngoài men và cái độ bóng của vàng thì nó sẽ không thay đổi, nó sẽ như thế này mãi, độ sáng của vàng nhé. Độ bóng và độ sáng của vàng thì nó sẽ không thay đổi. Vệ sinh cái sản phẩm này chúng ta chỉ cần lấy chổi lông gà, chúng ta phẩy bụi đi là nó sẽ lại sáng bóng như ban đầu. Lưu ý với mọi người về cái sản phẩm vẽ vàng. Đây, mình sẽ quay một vòng cho mọi người nhìn. Vẽ hình ảnh rồng nhé, toàn bộ đều là vẽ thủ công bằng tay hết. Rồng 5 móng. Hình ảnh rồng. Rồng đang uốn lượn ở trong hoa này. Rồng chính là thể hiện cho quyền lực, biểu tượng của sức mạnh, địa vị trong xã hội. Rồng cũng là một linh vật mang đến những cái may mắn và chiêu tài chiêu lộc. Thường thì ví dụ như là những người mà có địa vị trong xã hội thì hoặc là có cái chức vụ gì đấy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cặp bình rồng như thế này để thể hiện cái quyền lực, địa vị trong xã hội. Ở mặt sau thì được chế tác hình ảnh là hoa sen. Mặt sau thì được chế tác hình ảnh là hoa sen nhé. Nền màu xanh này. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết. Và những cái sản phẩm như này thì chúng tôi sẽ không báo giá chi tiết ở trên video bởi vì đây là những cái sản phẩm không phải là đại trà. Chiều cao của sản phẩm là cao 56, cao 56. Cái vanh bụng là 82, vanh bụng là 82. Giờ mình sẽ quay gần hơn vào để cho chúng ta nhìn được chi tiết của sản phẩm nhé. Giờ thì mình đang quay cận vào để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về cái họa tiết ở trên sản phẩm này nhé. Đây là hình ảnh mặt rồng này, mặt chính của rồng này. Hình ảnh rồng. Và những cái óng ánh vàng kim và độ bóng nó chính là cái vàng kim. Vàng kim, vàng đã được vẽ ở trên sản phẩm. Vàng này là vàng thật nhé, không phải là vàng giả. Và không phải như mấy cái vàng mạ ở trên hàng của Tàu. Rồng 5 móng. Cái nền này, như mọi người nhìn thấy cái nền này nhé. Nền này tại sao nó lại có cái chỗ đậm lũ nhạt mà nó cứ loang loang như thế này? Là chính là bởi vì đây là cái khi mà đặt bút vẽ tay xuống thì cái điểm nào mà chạm đầu tiên thì nó sẽ bị những cái vết mực đậm và những cái nét cuối cùng thì là cái vết nó nhạt. Thế mọi người cứ tưởng tượng khi mà chúng ta tô màu đi. Tô màu nước ấy, điểm đặt bút đầu tiên xuống lúc nào nó sẽ là đậm nhất. Nhiều người sẽ thắc mắc là đây không biết thì nghĩ đây là sẽ là cái bị lỗi, nhưng mà không phải. Vẽ tay thì đấy là cái đặc trưng của hàng vẽ tay. Khi mà tô nền màu của bát tràng chắc chắn sẽ có thân rồng đấy nhá, thân rồng uốn lượn này. Thân rồng uốn lượn. Cận cho anh em cùng quan sát các góc của sản phẩm.
Những sản phẩm như này thì không có sẵn nhé, làm chúng ta sẽ phải đặt hàng, làm thì sẽ phải đặt hàng. À, tại sao như lúc nãy mình nói là xuyên sáng, bây giờ mình sẽ quay như này cho mọi người cùng hình dung đây này. Mình sẽ dùng một cái đèn này, đèn điện thoại này soi vào đây. Đấy, mọi người nhìn cái ánh sáng nó di chuyển chưa, nó gọi là xuyên sáng. Mặc dù màu ở bên ngoài đã được tô đậm màu xanh rồi, rất khó để phát hiện nhưng mà sáng vẫn xuyên qua được. Và hàng đất tinh khiết thì mới cho được cái độ xuyên sáng cao như vậy nhé. Mặt sau của mình thì được chế tác cái hình ảnh là hoa sen, ảnh hoa sen nhé, màu hồng nhạt kết hợp với màu trắng. Đấy, chúng ta đứng từ hai góc đằng trước đằng sau chúng ta đều nhìn được cảnh ở trên cái họa tiết của chiếc bình này. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm. Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.